Đây anh em ạ, buồn thật sự đấy. Hôm qua mà sau một cái trận mưa to mà của hôm qua đây, và hôm nay bên em đã lại tiếp nhận cái xe mà phải xử lý lại cho anh em đây này. Thì anh em có thể thấy là nước ngấm hết một cái sàn lì này. Cái xe này thì là có để ở đường nhá, mà nó nghiêng và cái nước nó chỉ cần hắt đi hắt vào thôi và nó ngấm hết lên cái sàn lì này của anh em này. Đây anh em có thể nhìn thấy này. Đấy. Thấy không ạ? Đấy, sau trận mưa tối hôm qua là nó sẽ bị ướt như thế này. Những cái xe mà bị ngấm sàn thì đây anh em thấy không ạ? Tháo ra phơi đây. Đây sàn đây. Thật sự này. Cái này mà phải tháo ra phơi và sấy khô thì lắp lại cho anh em thì mới không có mùi nhá. Đấy thì tiện bên em có làm là dọn lại cái nội thất của toàn bộ chiếc xe này, thì anh em thấy là sau khi tháo tung những cái chiếc xe này ra thì cái bộ phận nhựa và những cái chi tiết răng cửa, bánh cửa bọn em sẽ dọn lại chi tiết hết toàn bộ cho anh em, để tránh anh em có cái đi lâu là nó sẽ có mùi hôi nhá. Nếu anh em không dọn kỹ những cái này này, ướt làm ngấm này, trong này nó sẽ gây bốc mùi, sau này nó sẽ có mùi và anh em đi với điều ngấm với cái điều hòa của anh em rất là khó chịu, mồ hôi, và sau này xử lý rất là mệt đấy anh em. Mà nếu mà đang bị sàn xe mà bị vào nước mà hay là bị nước vào trong sàn này thì anh em đi xử lý ngay nhá, để cho cái hiệu quả nó cao, và thứ hai là không có mùi hôi trong xe. Cảm ơn anh em.